Trong các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội, ông Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ công dân Mỹ William Nguyễn, hay còn gọi thân mật là Will. Ngoài những vấn đề nóng khác như Biển Đông và Bắc Hàn, hay cách thức củng cố quan hệ song phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói trong một thông báo rằng ông Pompeo cũng đề cập trường hợp William Nguyễn và thúc giục giải pháp nhanh chóng đối với vụ này. Tuyên bố của bà Nauert nói rằng trong hai ngày mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 7, Ngoại trưởng Pompeo đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trước khi người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tới Việt Nam, cô Victoria Nguyễn, em gái của William Nguyễn, nói với một kênh truyền hình ở Houston, Texas rằng gia đình đã làm tất cả mọi điều có thể, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Ngoại trưởng Pompeo có thể gây áp lực lên các quan chức Việt Nam. Tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dân biểu nước này chính thức yêu cầu can thiệp vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này nói trên truyền hình rằng hành động của mình sai trái với pháp luật Việt Nam. Thư gửi tới địa chỉ Nhà Trắng của ba dân biểu còn thuật lại chuyện anh William Nguyễn tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa ở thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 10 tháng 6, đồng thời trích thông tin của nhân chứng nói rằng anh William Nguyễn bị tấn công dã man trước khi bị cảnh sát bắt. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, cùng với một số người khác, thanh niên từng theo học đại học Yale bị nhiều người khác mặc thường phục và đeo khẩu trang cùng màu, túm chân, tay, kéo lê trên đường phố tới một chiếc xe buýt, trong khi đầu và mặt vấy máu. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 14 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng anh William Nguyễn bị tạm giữ do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Bà cũng cho biết thêm rằng chính quyền Hà Nội đã cho phép các quan chức lãnh sự Mỹ tới thăm công dân Hoa Kỳ này.